Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Khoa học Tốt Thú Vị. Các bạn thân mến, sau nhiều tháng dài mất liên lạc với tàu Voyager 2, cuối cùng NASA đã thiết lập được liên lạc với con tàu đang cách chúng ta khoảng gần 19 tỷ km. Sự cố mất liên lạc bắt đầu từ hồi tháng 3 năm nay. Đến đêm ngày 29 tháng 10 vừa qua, NASA đã tiến hành thử nghiệm truyền lệnh tín hiệu mới đến con tàu. Và sau khoảng 40 giờ hồi hộp chờ đợi, con tàu đã phản hồi lại là đã xác nhận và xử lý các lệnh theo yêu cầu. Việc kết nối thành công tín hiệu ở khoảng cách gần 19 tỷ km trong không gian với một con tàu được phóng cách đây 43 năm cho thấy sức mạnh to lớn của trí tuệ con người và thành công của công nghệ Mỹ từ những năm 1977. Vậy thực hư câu chuyện này như thế nào? Và tàu Voyager 2 hiện đang ở đâu trong vũ trụ? Hãy cùng Tốt Thú Vị đi tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để theo dõi những video mới nhất nhé. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá. Voyager 2 là tàu thăm dò không gian được NASA phóng vào ngày 20 tháng 8 năm 1977. Tính đến thời điểm ngày 8 tháng 11 năm 2020, nó đã hoạt động được 43 năm, 2 tháng, 18 ngày trong không gian. Trải qua hơn 43 năm bay trong vũ trụ, con tàu Voyager 2 đã cùng Voyager 1 làm nên điều vĩ đại nhất trong lịch sử chinh phục không gian của loài người. Tính đến thời điểm hiện tại, con tàu đang cách trái đất khoảng gần 19 tỷ km. Tuy nhiên, xa xôi đồng nghĩa với sự cô đơn. Đặc biệt từ đầu tháng 3 năm nay, NASA cho biết họ sắp mất tín hiệu với con tàu trong khoảng thời gian dài. Các chuyên gia của NASA khẳng định lý do mất liên lạc không phải bởi ảnh hưởng của đại dịch, cũng không phải con tàu gặp trục trặc hay sự kỳ lạ của môi trường không gian giữa các vì sao. Trong trường hợp này, nguyên nhân đến từ việc họ cần nâng cấp bảo trì trạm không gian sâu 43, viết tắt là DSS-43 tại Canberra, Australia. Đây là một anten radio có tuổi đời khoảng 50 năm. Nó là anten duy nhất trên trái đất có thể gửi lệnh tới tàu thăm dò Voyager 2. Do đó, theo dự tính ban đầu, anten sẽ cần khoảng 11 tháng để bảo trì. Điều này đồng nghĩa tàu Voyager 2 cũng sẽ mất liên lạc trong vòng 11 tháng. Trong thời gian đó, các chuyên gia sẽ sửa chữa và bảo dưỡng chiếc đĩa anten có đường kính 70m. Đồng thời, họ sẽ trang bị thêm hai anten mới. Nó sẽ có nhiệm vụ tiếp tục liên lạc và điều hướng tàu Voyager 2. Ngoài ra, những thiết bị sưởi và làm mát của trạm không gian DSS-43 cũng được nâng cấp. Dự kiến khi công việc hoàn thành, việc nâng cấp sẽ mang lại tuổi thọ cao hơn cho một nền tảng của cơ sở đã trở thành huyền thoại. Tính đến thời điểm hiện tại, công việc nâng cấp vẫn đang được tiến hành, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 2 năm 2021, nhưng các bản nâng cấp sơ bộ đã được cài đặt và chạy thử nghiệm. Đêm ngày 29 tháng 10 vừa qua, nhóm vận hành đã truyền các lệnh tín hiệu thử nghiệm mới đến con tàu Voyager 2. Với khoảng cách của Voyager 2 hiện tại cách trái đất khoảng gần 19 tỷ km, các nhà khoa học cho biết tín hiệu sẽ cần ít nhất 17,5 giờ để đến được con tàu xa xôi này và nó cũng cần bằng đó thời gian để tín hiệu của Voyager 2 truyền về từ trái đất. Ngay sau khi truyền tín hiệu thử nghiệm, tất cả đều hồi hộp chờ đợi một tín hiệu radio. Và rồi mọi thứ như vỡ òa. Những sự cố gắng trong suốt gần 8 tháng qua đã được đền đáp. Sáng ngày 2 tháng 11 năm 2020, Voyager 2 đã trả về tín hiệu xác nhận rằng nó đã nhận được hướng dẫn và thực hiện các lệnh mà không gặp sự cố nào. Điều này quả thực là tuyệt vời, nó còn tuyệt vời hơn khi rơi đúng vào trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ. Khi xem đến đây, có thể nhiều bạn đang thắc mắc rằng tại sao DSS-43 lại là nơi duy nhất trên trái đất liên lạc được với tàu Voyager 2 phải không? Lý do hoàn toàn không phải là do công nghệ. Năm 1989, Voyager 2 có chuyến thăm dò tới mặt trăng Triton của Hải Vân Tinh. Quỹ đạo của Voyager 2 khi đó đã hướng về phía nam đáng kể so với mặt phẳng của các hành tinh hệ mặt trời. Điều này có nghĩa các anten ở bán cầu Bắc không có cách nào tiếp cận được con tàu Voyager 2 và con tàu chỉ có thể nhận được lệnh từ anten ở phía nam bán cầu mà thôi. Chính bởi vậy, kể từ vị trí này trở đi, trạm không gian sâu DSS-43 trở thành nơi duy nhất mà con tàu Voyager 2 liên lạc được với trái đất. Voyager 2 là một phần trong chương trình Voyager của NASA. Nó được phóng ngày 20 tháng 8 năm 1977, trước 16 ngày so với người anh em song sinh của nó, Voyager 1. Cũng giống như Voyager 1, con tàu Voyager 2 cũng được gắn một chiếc đĩa vàng. Đây được coi là một nhiệm vụ sứ giả. Chiếc đĩa mang theo 116 bức ảnh, kèm theo đó là những thông điệp mà con người muốn gửi ra ngoài không gian.
Ở thời điểm đó, các nhà khoa học hy vọng rằng một ngày nào đó, nền văn minh ngoài trái đất có thể nhận được những thông điệp này. Tuy rằng cơ hội đó là rất mong manh, nhưng có thể coi đây như một ý nghĩa biểu tượng của nhân loại trong việc cố gắng liên lạc với các nền văn minh ngoài trái đất. Sau khi rời khỏi bệ phóng, Voyager 2 bay trên một quỹ đạo mất nhiều thời gian hơn để đến được Mộc Tinh và Thổ Tinh, nhưng chính điều này lại cho phép nó gặp gỡ được Hải Vương Tinh và Thiên Vương Tinh. Cụ thể, ngày 10 tháng 12 năm 1977, Voyager 2 đã bay vào vành đai các tiểu hành tinh. Nó bắt đầu quan sát Mộc Tinh từ ngày 25 tháng 4 năm 1979. Đến ngày 9 tháng 7 năm 1979, Voyager 2 có cuộc tiếp cận gần Mộc Tinh nhất. Khi đó, nó cách đỉnh mây của Mộc Tinh chỉ khoảng 570.000 km. Con tàu đã quay lại hình ảnh của Mộc Tinh, cũng như các mặt trăng của nó là Io, Callisto, Europa và Ganymede. Nó đã có thời gian quan sát các núi lửa kéo dài trong khoảng 10 giờ và nó đã xác nhận những quan sát của tàu Voyager 1 về núi lửa đang hoạt động trên vệ tinh của Io và tiết lộ bề mặt của mặt trăng này đã thay đổi như thế nào trong 4 tháng kể từ chuyến thăm trước đó. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quan sát Mộc Tinh, nhiệm vụ tiếp theo của con tàu là tiếp cận Thổ Tinh. Ngày 26 tháng 8 năm 1981, con tàu Voyager 2 có cuộc tiếp cận gần nhất với Thổ Tinh. Khi đó, con tàu đã thăm dò tầng khí quyển bên trên của hành tinh. Nó đã phát hiện ra rằng nhiệt độ ở khu vực khí quyển cao nhất của Thổ Tinh là khoảng âm 203 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ đo được ở mức sâu nhất vào khoảng âm 130 độ C. Ngoài ra, nó còn phát hiện ra cực bắc của Thổ Tinh có nhiệt độ mát hơn khoảng 10 độ K, mặc dù điều này có thể xảy ra do sự thay đổi theo mùa. Sau khi bay qua Thổ Tinh, nền tảng camera của Voyager 2 đã bị khóa một thời gian ngắn, khiến sứ mệnh đến Thiên Vương Tinh và Hải Vương Tinh gặp khó khăn. Các kỹ sư đã phải khắc phục sự cố, và trong quá trình khắc phục đó, tàu Voyager 2 đã đến được Thiên Vương Tinh. Lần tiếp cận gần nhất của Voyager 2 đến Thiên Vương Tinh là ngày 24 tháng 1 năm 1986. Khi đó, nó chỉ cách đỉnh mây của hành tinh khoảng 81.500 km. Ngoài ra, trong lần tiếp cận này, Voyager 2 đã phát hiện ra 11 mặt trăng chưa từng biết đến trước đó của Thiên Vương Tinh. Nó cũng phát hiện ra Thiên Vương Tinh có từ trường lệch với trục quay của nó, khác biệt hoàn toàn so với từ trường của các hành tinh mà nó đã ghé thăm. Không những vậy, nó còn phát hiện ra Thiên Vương Tinh có một cái đuôi từ trường hình xoắn ốc dài khoảng 10 triệu km từ mặt trời. Tiếp theo đó, tàu Voyager 2 có nhiệm vụ khám phá Hải Vương Tinh. Lần tiếp cận gần nhất của con tàu diễn ra vào ngày 25 tháng 8 năm 1989. Nó đã khám phá các vành đai hành tinh của Hải Vương Tinh, nơi cũng chưa được quan sát và biết đến trước đó. Ngoài ra, con tàu còn xác nhận sự có mặt của 6 mặt trăng mới trên Hải Vương Tinh. Ban đầu, Voyager 2 cũng được thiết kế nhiệm vụ khám phá tương tự Voyager 1, đó là khám phá và chinh phục các hành tinh khí khổng lồ. Nhưng sau khi thực hiện xong nhiệm vụ, nó đã được mở rộng thêm nhiệm vụ mới, đó là khám phá khu vực rìa ngoài của hệ mặt trời và chinh phục không gian liên sao. Nhưng rất tiếc, điều không ai mong muốn cũng xảy ra với Voyager 2, đó là sau nhiều năm hoạt động, các thiết bị trên con tàu dần phải chấm dứt hoạt động tương tự như con tàu Voyager 1 do nguồn năng lượng trên con tàu đã dần cạn kiệt. Ngày 6 tháng 9 năm 2007, máy ghi băng dữ liệu của con tàu chấm dứt hoạt động. Ngày 22 tháng 2 năm 2008, bộ phận thiên văn vô tuyến hành tinh cũng trong tình trạng tương tự. Đến ngày 7 tháng 11 năm 2007, con tàu chuyển sang bộ đẩy dự phòng để tiết kiệm điện. Tuy nhiên, ngày 5 tháng 11 năm 2018, con tàu xác nhận đã vượt qua giàn bay trực thăng và đi vào không gian liên sao. Ở thời điểm hiện tại, con tàu đang cách trái đất khoảng 18,7 tỷ km. Các nhà khoa học dự báo, con tàu có thể sẽ không còn nhiều thời gian nữa. Những thiết bị trên nó có thể hoạt động được đến năm 2025 hoặc lâu hơn một chút. Khi đó, con tàu sẽ hết nhiên liệu, không đủ cung cấp cho bất kỳ một thiết bị nào hoạt động. Và đương nhiên, lúc đó nó sẽ trôi nổi cô đơn trong vũ trụ bao la. Vậy là hôm nay, Top Thú Vị và các bạn đã cùng đi tìm hiểu về việc nối lại thành công liên lạc với tàu Voyager 2 và hành trình khám phá 43 năm của nó trong vũ trụ. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Và bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng Top Thú Vị đi giải mã các bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn!